Nam mô A Di Đà Phật. Khuyên nữ nam suy nghiêm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết thì đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đạn bớt rầy, dùng sự thiệp giải bài tâm trí. Người cho nhau tại mình gia gì mà cũng không hướng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. À, cứ nhị ấy ngôn chất chứa đợi cho người làm lỗi xéo gì. Của tiền nhiều tử phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tấc lưỡi hoàng ý còn mạt xác dân ngu. Nghèo ý lanh láo sược luôn bù, ôi thấy thế lòng đau tờ tắt. Khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường tông. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dần mới là lời trang nghiêm em mới thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiền. Tới ác khổ thứ ba bài biển tiếng tục ở tầng thổ lỗ hung hăng. Đừng chửi cha, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luôn thường thảo hiu. Ham đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm tròn cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh.
chẳng kiên để Phật trời thượng cảnh đi cõi lòng cùng mời thanh tối ngày đời ám mưu tội trạng thảm thay khuyên ba tánh ba giờ trắng bò gương tổ phụ còn soi lại đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rộng rắc những đàn bà kẻ khách cháu con kể từ nay phải giữ cho họ tròn không chừa chức ắt mang tay ắt lỡ lời tiếng diệu dàng trong sạch khi thốt ra đoạn chánh hiền từ tịch thiên thì thường có phước dư bằng tích ác quả ương đeo đâm ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều ghét người thời kiếm chuyện giật thiếu thương diện lẽ thấp cao bào chừa đời bất công mấy ai xem sửa trên điều hòa dưới chẳng phục tòng khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công mà ăn ở nói năng chân chất Phật tử bi độ trong nhân vật mà là luật kinh giải sức tinh tường nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương đưa chừng ấy mới kêu mời khó trước người dương thế chẳng bóc xước Phật thần nào gần kẻ sao ngôn đã tu hành đừng có buông chung tưởng hay giỏi bé phán tài căn người hiểu rằng mới càng thêm chán chỉ bằng ta bỏ lối chớ chiêu nói với ai cũng phải lựa điều đừng trao trách cho người khinh về tài dân thứ năm càng kể chúa hồn mê chiếm đoạt thế thần làm đảo quyền tất cả quốc dân tôi bất chánh hoàng cũng dâm loạn tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng như từ xưa nay
trời đất đô dung. Vào của nhiều dâm nhiếp bần cùng quan lân thế dâm mô dân phó. Trái liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trình hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyển lời đơn, qua có chủ đèo vòng tình mong.